số 18 ngày 17 tháng 3 năm 2021 của ban tổ chức đại hội thể dục thể thao quận về việc tổ chức chức đại hội thể dục thể thao cấp phường. Thank you.
Kính thưa các vị đại biểu, thưa các bạn vận động viên, thưa bà con nhân dân và các em học sinh thân mến, thay mặt cho chính quyền địa phương phường Tân Thành, tôi xin được nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên, bà con nhân dân và các em học sinh lời chúc sức khỏe, thành đạt. Thành một phong trào quần chúng rộng rãi, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Bác quan ấy sẽ
Chúc mừng!